Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình Thinking School với biên tập viên Vũ Thế Dũng. Chúng ta lại một lần nữa quay trở lại với siêu người mẫu Nguyễn Phương Hằng. Trong bài này tôi muốn cùng trả lời một cái câu hỏi: Nguyễn Phương Hằng phải chăng là một kẻ hám danh? Thực ra thì trong phần này chúng tôi sẽ cố gắng trả lời hai cái câu hỏi chính yếu. Quỹ Hằng Hữu nếu lấy tiền từ doanh nghiệp Đại Nam để làm từ thiện thì có phải minh bạch với công chúng hay không? Mặc dù là trong clip ngày hôm qua tôi đã trả lời câu hỏi này rồi, tuy nhiên là có một hai bạn vẫn tiếp tục hỏi câu hỏi này với một vài cái yếu tố mới, nên tôi sẽ tiếp tục trả lời lại với câu hỏi này. Câu hỏi thứ hai là chúng ta thấy gì từ chuyện nghệ sĩ Quốc Võ với chương trình sáng tác bài hát về chị Nguyễn Phương Hằng? Thì vừa rồi thì anh Quốc Võ sau cái tấn công của một cái bạn ở trên Facebook thì anh đã quyết định là dừng lại cái chương trình này. Và sau đó thì chị Hằng có gửi một cái tâm thư ngày 25 tháng 6. Và khi mà chúng ta xem cái tâm thư của chị ở trên YouTube ra thì nhận được rất là nhiều cái bình luận. Và đa phần các bình luận dù đến từ fan thì cũng nói là chị Hằng ơi thôi chị dừng lại đi, chị đừng, đang bị tâm ma, chị đang quá lố rồi đó, vân vân và vân vân. Thế thì chúng ta thấy gì về câu chuyện này? Phải chăng chị Hằng là kẻ hám danh và muốn được tung hô? Và cuối cùng thực chất là một câu hỏi vô cùng quan trọng hiện nay, đó là nên nhìn nhận chị Nguyễn Phương Hằng này như thế nào? Và chúng ta đang biết gì về chị Nguyễn Phương Hằng? Thì đó là những cái câu hỏi cốt lõi mà clip này sẽ trả lời. Bây giờ quay đến cái câu hỏi là quỹ Hằng Hữu có cần phải minh bạch thông tin không? Thì trong clip trước tôi đã trả lời rằng là trường hợp này nó không giống như trường hợp mà chúng ta đang yêu cầu giới nghệ sĩ minh bạch, là vì mấy lý do. Thứ nhất là chị Hằng với cái quỹ này đó, họ làm từ thiện bằng tiền riêng của gia đình và của doanh nghiệp họ. Thứ hai là quỹ Hằng Hữu thành lập theo quy định của pháp luật và có quy chế hoạt động riêng. Và họ phải báo cáo với cơ quan nhà nước, nên cái chỗ minh bạch này là minh bạch với cơ quan nhà nước chứ không phải báo cáo với công chúng. Cũng giống như là tôi làm thu nhập 20 triệu một tháng chẳng hạn, thì tôi phải đóng thuế thu nhập với nhà nước và tôi phải khai báo cái số tiền đó. Nhưng tôi không có trách nhiệm khai báo với công chúng là tôi thu được lương tháng là 20 triệu, được không ạ? Nên là minh bạch ở đây thì cũng phải hiểu là họ minh bạch với nhà nước theo quy định, chứ họ không nhất thiết phải minh bạch với lại cộng đồng vì họ không nhận tiền từ cộng đồng. Và tính chuyên nghiệp bài bản của họ cao hơn nhiều so với các tổ chức cá nhân tự phát, và họ không làm tổn hại lợi ích cộng đồng, nên về nguyên tắc thì họ không cần minh bạch thông tin. Tuy nhiên thì có một số bạn sau cái clip hôm qua thì có đặt câu hỏi như sau, tự chung có hai ý. Một bạn bạn lập luận thế này: chúng ta mua vé đi Đại Nam, Đại Nam dùng tiền đó để làm từ thiện thông qua quỹ Hằng Hữu, vậy quỹ Hằng Hữu có phải minh bạch với công chúng hay không? Còn câu hỏi thứ hai là bạn nói rằng là quỹ Hằng Hữu lấy tiền riêng của gia đình ông Dũng bà Hằng thì không cần minh bạch, nhưng nếu lấy tiền từ công ty Đại Nam thì tiền đó là tiền nhà nước phải minh bạch. Thì đây là hai cái câu hỏi cũng khá lý thú và cũng nên làm rõ để cho tất cả chúng ta có kiến thức nó đúng. Thì bây giờ cái câu hỏi đầu tiên thì bạn lập luận thế này: khách hàng mua vé đi chơi Đại Nam, Đại Nam thì lại dùng tiền đó để làm từ thiện, vậy Đại Nam cần phải báo cáo cho khách hàng là đã làm những gì? Ý bạn có vẻ như bạn so sánh với cái trường hợp là chúng ta đóng tiền cho nghệ sĩ để làm từ thiện thì nghệ sĩ cũng có trách nhiệm phải báo cáo lại cho chúng ta. Thì ở đây thì nghe sự việc này thì tưởng là giống với cái tình huống của nghệ sĩ, nhưng mà nó hoàn toàn khác. Ở chỗ này là tiền bạn bỏ ra đó là cái mục đích tiêu chính của bạn là mua một cái dịch vụ của Đại Nam. Và trên cái phương diện đó thì Đại Nam có nghĩa vụ phải hoàn thành cái dịch vụ đó cho bạn. Và tất cả những cái gì liên quan đến chuyện bạn đi chơi trong Đại Nam, bạn sử dụng các dịch vụ của Đại Nam, thì Đại Nam có trách nhiệm đến cái số tiền đó với bạn. Đúng không? Giống như là bạn mua một cái iPhone 20 triệu thì Apple có trách nhiệm với bạn về cái chuyện là cái điện thoại iPhone đó nó phải đúng các chức năng, đúng những cam kết đó. Nhưng Apple không có trách nhiệm giải thích cho bạn biết rằng là cái tiền họ thu được từ bạn thì họ sẽ trả cho nhà sản xuất bao nhiêu, họ trả tiền điện bao nhiêu, họ trả tiền nước bao nhiêu, họ đi làm từ thiện bao nhiêu. Thì hai cái chuyện đó hoàn toàn khác nhau, được không ạ? Nên là trong trường hợp này Đại Nam không có nghĩa vụ gì về chuyện phải giải thích cho bạn biết là cái tiền lợi nhuận của họ đó, sau đó họ đi làm từ thiện thì làm như thế nào. Đó là tiền riêng của họ, được không ạ? Nên ở đây chúng ta thấy, và cũng một cái ví dụ để cho bạn tưởng tượng này, cũng như là công ty thuê bạn làm việc và trả lương cho bạn,
Sau khi đóng thuế thu nhập và các khoản bảo hiểm xã hội, y tế cho nhà nước thì bạn muốn tiêu cái tiền lương đó bao nhiêu thì bạn tiêu, và tiêu vào việc gì thì bạn tiêu. Công ty không thể đòi bạn minh bạch và báo cáo xem là tiền lương còn lại bạn dùng vào việc gì được. Chuyện đó rất là vớ vẩn, được không ạ? Còn ngược lại, nếu mà bạn đề xuất xin công ty một cái khoản tiền để đi làm từ thiện, công ty cấp cho bạn và yêu cầu bạn báo cáo thu chi thì điều này là hoàn toàn hợp lý. Nên là chúng ta phải phân biệt rất rõ ràng cái câu chuyện này. Như vậy là trả lời cái ý thứ nhất cho các bạn ha. Còn ý thứ hai thì một bạn bán nói thế này: nếu dùng tiền của công ty Đại Nam, tức là tiền của nhà nước, thì phải báo cáo cho minh bạch. Thì thực ra thì tôi nghĩ là chỗ này là bạn hiểu chưa rõ, nhưng mà bạn cũng có cái ý của nó. Ý của bạn là này, là nếu như là chi phí hoạt động của Đại Nam, quỹ của cái quỹ hàng hữu đó mà do công ty cổ phần Đại Nam thanh toán, thì nó có khả năng là chi phí này được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp không? Và nếu có, tức là đang dùng cái phần tiền thuế miễn đó là tiền của nhà nước, nên là phải giải trình và phải minh bạch. Thì ý của bạn là minh bạch là phải công bố cho người dân. Thì tôi sẽ mô hình hóa, tôi giải thích với các bạn như thế này để cho các bạn nhìn thấy rõ. Thì giả sử là doanh thu của công ty cổ phần Đại Nam một cái năm nào đó là 1.000 tỷ và chi phí của họ là 400 tỷ. Như vậy thì họ trừ lấy doanh thu trừ chi phí đó, thì ta ra một cái khoản gọi là lợi nhuận trước thuế, thì giả sử nó là 600 tỷ, được không ạ? Thì trong trường hợp này nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó, là họ phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp đó, là 20%, tương ứng với lại cả 120 tỷ. Thì sau khi mà họ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp xong thì còn lại cái phần gọi là lợi nhuận sau thuế, tức là 480 tỷ. Thì cái phần này, và họ mới trích ra, ví dụ như họ trích ra 200 tỷ cho cái quỹ hằng hữu, thì đây cũng là tiền riêng của họ hoàn toàn, chẳng có dính líu gì đến nhà nước nào cả. Ở đây là gì? Họ đã hoàn thành xong các nghĩa vụ với nhà nước rồi, và bây giờ thì họ sử dụng cái tiền lợi nhuận do tài năng của họ làm ra để họ đóng góp vào quỹ từ thiện. Họ không đóng vào quỹ từ thiện cũng được, họ tiêu riêng cũng được, họ muốn mua kim cương hay làm gì thì đó là quyền của họ, và họ không cần phải báo cáo với bất cứ ai, đúng không? Còn cái bây giờ cái trường hợp thứ hai là một cái trường hợp mà bạn có thể đang hoài nghi. Bạn cho rằng là thế này, cái lợi nhuận trước thuế đó là 600 tỷ, nhưng mà có thể là nhà nước ưu đãi gì đó nên là người ta trừ ngay từ cái lợi nhuận trước thuế này ra cái tiền hoạt động của quỹ là 200 tỷ. Tức là cái quỹ hàng hữu nó lấy 200 tỷ từ cái khoản này đấy ra. Và như vậy thì nhà nước miễn thuế thu nhập cho cái phần này của doanh nghiệp. Như vậy có khả năng là cái thuế mà thu nhập doanh nghiệp mà phải đóng đó là chỉ là còn là 80 tỷ thôi. Tức là nó là 20% của cái đoạn 600 tỷ trừ 200 tỷ đó, nó còn 80 tỷ. Và sau đó thì mới đến là cái lợi nhuận sau thuế của gia đình anh Dũng chị Hằng là còn 320 tỷ. Thì chỗ này bạn đang có một cái ý đúng. Có nghĩa là nếu chính sách của nhà nước cho phép rằng là công ty có thể gọi là sử cái phần mà chi phí hoạt động của quỹ đó được coi như là một cái chi phí hợp lệ và được khấu trừ vào lợi nhuận đó, thì lúc đó cái phần đó sẽ doanh nghiệp sẽ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên cả hai cái trường hợp này thì cũng phải thông báo với các bạn, chia sẻ với các bạn là như thế này: cả hai cái phần này thì đều phải hạch toán theo quy định và được cơ quan thuế chấp nhận. Tức là giả sử nếu như là cái trường hợp 2 xảy ra, tức là cái chi phí hoạt động của quỹ làm từ thiện đó được coi như là một cái chi phí hợp lệ và được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, thì lúc này vẫn phải theo quy định của nhà nước và phải báo cáo cho cơ quan thuế và được cơ quan thuế kiểm tra và chấp nhận. Và ngay cả trong cái trường hợp đầu tiên, tức là trường hợp số 1, thì quỹ hoạt động họ có cái quy chế hoạt động của họ và hàng năm họ vẫn phải báo cáo tài chính cho cơ quan thuế. Thì như vậy, kết luận là này, cả hai trường hợp này họ đều phải báo cáo cho cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp nhận. Được không ạ? Và như vậy, cái minh bạch được hiểu ở đây là minh bạch với nhà nước chứ không phải là minh bạch với cộng đồng. Có nghĩa là họ không có trách nhiệm phải thông báo cái đó ra cho cộng đồng. Được không ạ? Thì đấy là cái câu trả lời cho cái phần minh bạch. Thì bây giờ chúng ta mới đi đến cái phần thứ hai, lùm xùm về câu chuyện gọi là cái cuộc thi sáng tác nhạc. Được không ạ? Và chúng ta nên nhìn nhận câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng này như thế nào. Chị Nguyễn Phương Hằng thì là một vị Bồ Tát, là một đại thiện nhân, là một doanh nhân bản lĩnh, là một cái người đàn bà thị phi, một người rất là nanh nọc, một kẻ hám danh, nói nhiều và nổ,
hay là một người rất là thích khoe của. Cái nhân vật này nó rất là nhiều tranh luận, được không ạ? Chúng ta nên nhìn nhận nhân vật này như thế nào? Khi tôi nhìn vào những cái comment trên cái post, cái tâm thư vừa rồi của chị, thì ta thấy rằng là rất là nhiều fan hâm mộ bắt đầu là thể hiện sự chán nản, quay lưng, nói nhiều quá à, suốt ngày tâm thư, vân vân và vân vân. Chuyện này có thể dễ đoán, bởi vì đây là một nhân vật rất là nhiều cái tranh luận, được không ạ? Bây giờ thì chúng ta, trước khi chúng ta có thể kết luận nhân vật này, thì tôi nghĩ là chúng ta nên thử nhìn nhận xem là chúng ta biết gì. Chúng ta biết gì về nhân vật này? Thì theo tôi có 8 cái sự thật mà chúng ta biết về Nguyễn Phương Hằng. Thứ nhất là một nữ CEO, vợ doanh nhân Huỳnh Uy Dũng của công ty cổ phần Đại Nam. Cái thứ hai, thuộc giới siêu giàu. Thứ ba, có truyền thống làm từ thiện từ lâu năm. Có quỹ Hằng Hữu tài trợ mổ tim, não úng thủy, cấp cứu giờ vàng và còn rất là nhiều hoạt động khác. Và cái điều này thì tôi đã trình bày các luận cứ của nó trong cái clip ngày hôm qua. Và thứ năm là chị đã tố cáo thần y Võ Hoàng Yên ra công chúng, và cũng như là tố cáo ra cơ quan pháp luật, và đưa ra công luận một số góc khuất về giới nghệ sĩ, và điển hình là nghệ sĩ Hoài Linh, và cũng đã tạo ra được một cái dư luận về câu chuyện này. Thứ bảy là chị là một nhân vật đầy cảm xúc, nóng nảy, bộc phát, mạnh mẽ, ăn miếng trả miếng với đối phương. Thì đây là những cái thuộc tính rất là rõ ràng của con người Nguyễn Phương Hằng từ đầu đến cuối trong câu chuyện này. Và thứ 8, chị là một hiện tượng mạng xã hội Việt Nam năm 2021 với rất là nhiều thị phi, khen có, chê có, yêu có, ghét có. Thì đấy là 8 thứ mà tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể biết tương đối chắc về cái nhân vật Nguyễn Phương Hằng này. Thế bây giờ thì ta mới hỏi xem là Nguyễn Phương Hằng thì có đang diễn, có nổ, có hám danh và có đang quá đà hay không? Thì tôi nghĩ rằng thế này, chị Hằng từ đầu đến cuối, từ tháng 3 đến giờ, chị Hằng vẫn luôn luôn là chị Hằng. Tôi không cho là chị Hằng chỉ đang diễn, chị Hằng chỉ đang sống cuộc đời thật của chị, và chị phô bày cả cái cuộc đời thật của chị trên mạng xã hội. Chị mạnh mẽ và chị bốc đồng, đúng không ạ? Và chị hành động dựa trên rất là nhiều cảm xúc. Chị thực sự là một người dựa trên trực giác và cảm xúc. Chị có phần lý trí nhưng mà cái phần cảm xúc và trực giác của chị nó rất là mạnh. Cái hấp dẫn ban đầu của chị Hằng chính là chính nghĩa và tính máu lửa của chị. Chị làm gì chị cũng làm quyết liệt và đi tới cùng. Thì đấy là cái tính máu lửa của chị Hằng. Và bây giờ chị vẫn đang đi tiếp tục với những cái câu chuyện của chị. Nhưng mà cũng có thể là một số chúng ta đã cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên là chúng ta hãy nhớ rằng từ ban đầu chúng ta đã yêu thích cái tính máu lửa của chị rồi, bốc đồng của chị rồi, cảm xúc của chị rồi, thì bây giờ chị vẫn là con người của chị mà thôi. Chỉ có điều là đến bây giờ chúng ta không theo nổi cái năng lượng của chị thì thôi, chứ còn chị vẫn là như thế, được không ạ? Và các câu chuyện vẫn đang tiếp tục diễn ra, không theo một kịch bản dựng sẵn nào cả. Và tôi nói nôm na là thế này, đây là một cái game show truyền hình thực tế, thực nhất và đời nhất, nó rất là thực. Tại vì không có kịch bản sẵn, nó là một câu chuyện hàng ngày diễn ra và chúng ta đang được xem miễn phí, thì tại sao chúng ta không cởi mở mà xem tiếp nó một cách miễn phí? Tôi nói câu này không hàm nghĩa để làm cho cái câu chuyện này trở nên tầm thường, và tôi nói câu này để nói rằng là chúng ta đang có một cơ hội để học hỏi, để quan sát những cái sự kiện xã hội đang diễn ra, để rút biết đâu đó rút ra cho mình một cái bài học nào đấy. Bây giờ lại tiếp tục câu hỏi lại, vậy Hằng có diễn không? Có nổ không? Có hám danh không? Thế tôi hỏi các bạn là Hằng có thích người ta khen mình đẹp, mình giàu, mình giỏi không? Chắc chắn là có, được không ạ? Cái đấy thì tôi nghĩ chả có gì được. Tôi chỉ muốn hỏi là bạn thì có muốn không? Bạn có thích người ta khen mình đẹp, mình giàu và mình giỏi không? Tôi thì chắc chắn là cũng thích. Mặc dù nếu ai khen tôi thì tôi sẽ chối đầy đẩy, nhưng mà nói chung thì sâu thẳm bên trong thì nếu ai khen thầy Dũng đẹp trai, giàu, giỏi thì nói chung thì tôi cũng rất là thích. Hằng có thích người ta ca ngợi mình, làm thơ, hát tặng mình không? Tôi nghĩ là có, tất nhiên rồi, được không ạ? Bạn có muốn không? Tôi cũng muốn chứ. Tất nhiên là đôi khi nếu mà người ta ca ngợi tôi quá, rồi làm thơ, rồi hát tặng tôi, thì chắc là tôi rất là mắc cỡ, được không ạ? Tuy nhiên là ở đâu đấy thì tôi cũng phải thẳng thắn nói rằng là đây là một cái chuyện rất là bình thường. Đây là chị Hằng là một con người, chúng ta đừng biến chị thành một vị Phật. Chỉ vì chúng ta yêu chị quá nên chúng ta cứ muốn gán những giá trị rất là tốt đẹp cho chị.
Nhưng mà hãy chú ý rằng chị là một con người với tất cả những sân si, hỉ nộ, ái ố của chị. Và cái chuyện chị thích người ta khen mình thì hoặc ca ngợi mình, làm thơ cho mình, hát tặng mình thì chuyện đó nó rất là bình thường và nó rất là đời. Được không ạ? Chị Hằng chỉ khác chúng ta một chuyện thôi là chị công khai chuyện đấy. Đúng không ạ? Chị không che giấu chuyện đấy. Và tôi nghĩ rằng đấy là một ưu điểm của chị. Được không ạ? Thành ra là đấy là Hằng. Còn một số người thì đang về riêng quay lại cái câu chuyện về cái cuộc thi sáng tác của anh Quốc Võ. Tôi có vào xem cái các cái kênh YouTube của anh Quốc Võ thì tôi cho rằng anh là một cái người nghệ sĩ rất là đáng trân trọng. Anh có trình độ hành xử của anh đàng hoàng và anh là một cái con người rất là nghệ thuật. Đúng không ạ? Và cái cách trả lời của anh, giải thích của anh về cuộc thi này, anh bảo rằng anh quý một người và cái nghề nghiệp của anh là cái nghề về nghệ sĩ, là ca hát, là nhạc sĩ, thì anh muốn tặng cái, anh dùng nghề nghiệp của anh để anh tặng cho cái người mình quý mến. Cũng như tôi là giáo viên thì tôi không có tiền để tặng cho mọi người, thì tôi sẽ tặng cho mọi người những cái bài giảng của tôi. Thì mỗi người dùng cái nghề nghiệp của mình để tặng cho người mình yêu quý, cái chuyện đó thì tôi nghĩ rất là bình thường. Và đây là một hoạt động sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, tôi thấy rất là vui vẻ. Nhưng mà có một số người thì nói thế này: bao nhiêu người có đóng góp to hơn chị Hằng mà chưa có ai có bài hát. Giờ lo Covid chưa xong mà còn thi hát tặng bà Hằng. Thực ra thì tôi nói thế này, đây là một góc nhìn rất là thiển cận. Cuộc sống nó muôn màu, muôn dạng. Ai đó muốn tặng là một bài thơ tặng cho người bạn thân của mình, tặng cho người mình yêu, tặng cho người mình thần tượng, đó là quyền của họ. Người ta không có trách nhiệm phải tặng cho thủ tướng, người ta cũng chẳng có trách nhiệm tặng cho một cái tượng đài nào đấy cả. Đây không phải, chúng ta phải phân biệt rất rõ này, đây không phải là cái hiện tượng mà lấy tiền ngân sách đi xây tượng đài hiện nay ở Việt Nam. Không, đây là chuyện người dân á, mỗi người người ta quý ai đó, người ta muốn làm câu chuyện này. Được không ạ? Thế thì chúng ta hãy để cho cuộc sống nó được muôn màu, nó được đa dạng. À, cái chuyện bạn không thích chuyện đó, bạn cảm thấy là à, nếu ai đó làm bài hát cho mình mắc cỡ, mình không dám nhận, mình không thích, đó là quyền của bạn. Được không ạ? Nhưng mà chị Hằng chị thích, và những người làm người ta thích, và người ta không bắt ép bạn phải nghe những bài hát đó, người ta cũng không bắt ép bạn phải tham gia vào cuộc thi đó. Thì bạn hãy để cho cuộc sống nó vui vẻ. Việc gì mà bạn phải bêu rếu, bạn phải kêu ca về chuyện này. Được không ạ? Thế thì nên tôi hoàn toàn cảm thấy câu chuyện này là một câu chuyện hết sức bình thường. Và người ta muốn thi với nhau, người ta muốn cùng nhau ca hát, hồi chuyện bình thường mà. Chúng tôi chạy bộ chẳng hạn thì chúng tôi gom lại một cái hội 20 người cùng chạy với nhau, và chúng tôi cùng chụp hình thử sướng, đó là chuyện của chúng tôi. Được không ạ? Thế thì tại sao người ta không thể cùng nhau làm bài hát tặng một ai đó? Đó là quyền của người ta. Chính trị hóa, nâng tầm quan điểm chỉ cho thấy sự hạn hẹp về tư duy và sự sợ hãi với mọi thứ mà mình chưa từng thấy. Tôi nghĩ rằng những người nói thế này này, họ có, và chính tôi nữa, đôi khi chúng ta có một cái nỗi sợ trong lòng. Nỗi sợ là gì ạ? Chúng ta thấy, ủa, tại sao một người bình thường mà lại có người khác là thi bài, làm bài hát tặng người đó? Chưa bao giờ xảy ra. Cái gì chưa bao giờ xảy ra thì nó không được xảy ra. Wow, đấy là một cái nỗi sợ bên trong của chúng ta, một cái nỗi sợ vô hình. Tại sao chúng ta không dám? Cuộc sống chính là cái câu chuyện phát triển, chính là vì gì ạ? Nó liên tục có những cái thứ mới và liên tục có những thứ mà trong lịch sử, trong quá khứ nó không có, thì bây giờ nó có. Và chúng ta, những người hiện đại, những người tự tin sống, những người biết hưởng thụ cuộc sống, hãy nhìn nó và bảo wow, hay chứ, vui chứ, tại sao không nhỉ? Đúng không ạ? Và tôi nghĩ là điều đó thì hoàn toàn là vui vẻ. Còn hiện nay thì như tôi, thực ra thì trong mấy clip trước thì tôi đã dự báo trước rồi, là câu chuyện của chị Hằng thì nó sẽ được chính trị hóa lên, rồi nó nâng tầm quan điểm lên, rồi nó thành hai phe ba sọc, rồi thì phe yêu nước vân vân. Tôi nghĩ là tất cả những câu chuyện đó chỉ thể hiện được một cái sự hạn hẹp về tư duy và sự sợ hãi với mọi thứ mà thôi. Nên chúng ta hãy là những cái con người phóng khoáng, vui vẻ. Đúng không ạ? Còn Covid thì nó diễn ra khắp nơi, nhưng Covid ngay cả cái chết có cận kề thì điều đó cũng không ngăn cản chúng ta được hạnh phúc, được vui chơi. Đúng không ạ? Và tất nhiên chúng ta vẫn chung tay với đất nước để chống Covid, nhưng mà chung tay thì chung tay, nhưng hạnh phúc, vui chơi và để cho mọi người vui vẻ cuộc sống của họ thì hãy để cho mọi người vui vẻ cuộc sống của họ. Nếu chị Hằng chị thích thì chị làm.
Đúng ạ. Và nếu anh nhạc sĩ anh muốn làm thì anh tiếp tục làm, còn nếu anh bị áp lực quá anh thôi thì chúng ta hãy tôn trọng quyết định của người ta, đúng không ạ? Thế ở đây thì tôi nói thế này, tôi cũng quan sát thấy là hiện nay thực ra thì cộng đồng fan thì yêu chị Hằng, thì có vẻ như là tôi thấy thế này, nếu bạn yêu chị đẹp và Phương Hằng thì hãy yêu con người chân thật của chị với tất cả các ưu điểm và nhược điểm của nó. Chứ còn nếu chúng ta chỉ yêu các cái ưu điểm thôi thì đấy không phải là yêu, mà đấy chỉ là chúng ta thích thú sở hữu một cái thứ gì đó mà thôi, được không? Nên là chúng ta cũng quan sát thấy là rất là nhiều người bây giờ đang ở cái trạng thái là tranh vênh. Trước đây thì em thích chị Hằng lắm, mà chị Hằng ngừng quỹ này thì bây giờ em cảm thấy thất vọng quá. Chị Hằng sao lại thích người ta ca tụng mình như vậy? Thì hãy tự nhìn lại bản thân mình xem là cảm xúc của mình như thế nào, nó đã chín chắn chưa? Còn chưa yêu được thì hãy là người quan sát và học hỏi từ các câu chuyện này. Tôi thì thường sẽ không có yêu ai vội như thế, cũng sẽ không có thần tượng ai vội. Nhưng mà tôi sẽ quan sát, sẽ thu thập dữ liệu, sẽ đánh giá, sẽ nhìn nhận từ nhiều góc độ, được không ạ? Và tôi nghĩ rằng chúng ta hãy cùng vui vẻ xem tiếp cái câu chuyện sắp tới nó diễn ra là gì. Đây cũng là câu chuyện đặc biệt mà lâu lắm chúng ta mới có được. Tôi nói câu này không hàm nghĩa rằng là tôi muốn xúi bẩy chị Hằng hay là ai đó làm thêm cái chuyện gì cả. Mà tôi nghĩ rằng chị Hằng chỉ không cần lời khuyên của chúng ta. Câu chuyện nó cứ diễn ra và chúng ta hãy là những nhà quan sát và những người học hỏi. Và chúng ta sẽ chúc cho cộng đồng mạng của chúng ta, tất cả các bạn, rồi thì chị Hằng, anh Dũng này, rồi thì tất cả mọi người sẽ có một cái vượt qua cái mùa Covid này thật là khỏe mạnh và có một cái đầu óc rất là cởi mở cho tất cả câu chuyện này. Đúng không? Và đừng để hận thù hay là bực dọc xen vào những cái câu chuyện như thế này, mà hãy để niềm vui kết nối chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe clip này. Rồi, 30 phút.